Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu nha. Và bây giờ thì Quang Trường đang có mặt tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, quán karaoke The Tree. Và chắc chắn với một quán karaoke sầm uất bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thì không biết rằng là chủ đầu tư sẽ sử dụng hệ thống âm thanh như thế nào đây. Và ngay bây giờ nha, xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Quang Trường, chúng ta sẽ bước vào bên trong. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem với một quán karaoke đẳng cấp ở Sài Gòn như thế này thì tất cả hệ thống dàn âm thanh ở đây, các chủ đầu tư có những cái bộ não kinh doanh siêu việt sẽ lựa chọn những hãng âm thanh nào để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh nha mọi người. Và đây, quý vị hãy cùng đi với Quang Trường nha. Và với không gian này thì chúng ta sẽ thấy quán rất là tuyệt vời nha mọi người. Toàn bộ anh em nội thất này, đội thi công lắp đặt thì cũng đang hoàn thiện để chuẩn bị xong hết rồi. Và trong đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều phòng hát nha mọi người, rất nhiều phòng hát luôn. Và đây có thể đơn giản như chúng ta sẽ vào phòng hát đầu tiên này đi nha quý vị. Chúng ta sẽ bắt đầu tấn công vào phòng hát đầu tiên này. Và rất là hồi hộp nha quý vị. Với một quán âm thanh đẳng cấp như thế này thì chắc chắn không thể nào sử dụng những hãng loa, những bộ dàn âm thanh chất lượng kém được nha mọi người. Và đây, quý vị và các bạn có thể thấy được rằng là với một hệ thống âm thanh cao cấp này, chúng ta sẽ thấy, wow, thưa quý vị, đây là loa DT nha mọi người, loa DT Dream Theater của Đức quý vị này. Đây là mẫu loa DT Dental 12 nha. Wow, rất là đẳng cấp nha quý vị, cực kỳ là đẳng cấp và xịn sò luôn. Và bên đây chúng ta sẽ thấy lại một chiếc loa DT Dream Theater Dental 12 nữa nha mọi người. Và đây là một mẫu loa đến từ thương hiệu DT Dream Theater của Đức, với tuổi đời 35 tuổi nha mọi người. Và đây là một cặp loa, có một loa bát là đường kính là 12 in này và một loa chép kè. Nhắc đến tên tuổi DT Dream Theater thôi thì cũng là cái niềm mơ ước của rất nhiều chủ đầu tư kinh doanh quán karaoke hay những khách hàng mà chúng ta sử dụng cho hệ thống gia đình. Và đây, ngoài hai chiếc loa đó ra thì chúng ta sẽ thấy trong một phòng karaoke chuyên nghiệp, quý vị sẽ thấy này, lại có thêm một cặp loa nữa cũng là đến từ thương hiệu DT Dream Theater Dental 12 nha mọi người. Và không dừng lại ở bốn chiếc loa DT Dental 12 đâu. Và đây, quý vị sẽ thấy có thêm một chiếc loa sắp kép khủng long bạo chúa nữa mọi người này, DT Sigma 218 nha mọi người. Với dòng loa sắp kép 2 bát 50 thì chắc chắn cái mẫu loa DT Sigma 218 sẽ tạo ra một cái mức áp lực âm thanh. Với một căn phòng này thôi, chúng ta vừa hát karaoke này, vừa trải nghiệm những bản nhạc non top Vinahouse cực kỳ là sướng và rất là đã nha mọi người. Không khác gì một quán bar thu nhỏ cả. Và đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những thiết bị có trong tủ máy nha. Và lát nữa Quang Trường sẽ dẫn quý vị thêm, tham quan thêm một số phòng khác nữa. Và chúng ta sẽ nói chuyên sâu hơn về chất lượng và tại sao với một căn phòng âm thanh như thế này thì anh chủ quán karaoke ở The Tree lại lựa chọn hệ thống âm thanh DT Dream Theater của Đức để làm một cái cỗ máy in tiền cho quán của mình. Và rõ ràng, thưa quý vị, trong một cái quán mà những chủ đầu tư kinh doanh karaoke thì chắc chắn không thể nào chúng ta có thể lựa chọn những mẫu âm thanh có thể rẻ tiền được. Và bây giờ thì cạnh tranh rất là lớn nha, và lại nằm ở đúng cái trung tâm thành phố Thủ Đức thì nó là một cái nơi ăn chơi số 1 rồi nha mọi người. Và đây là phường An Khánh, cho nên chúng ta được trang bị 4 chiếc loa cao cấp đến từ thương hiệu DT Dream Theater Dental 12 rồi, và kết hợp với một chiếc loa sắp kép quái vật DT Sigma 218 rồi. Vậy thì 4 chiếc loa và một chiếc loa sắp kép thì vẫn chưa đủ cho một cái hệ thống phòng âm thanh karaoke này đâu. Và đây, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ được trang bị một chiếc màn hình chọn bài, mọi người này, đến từ thương hiệu Việt Ca nha. Với chiếc màn hình chọn bài này thì nó là một cái hệ thống mà cho quý vị và các bạn chúng ta chọn nhanh và rất là dễ dàng để chọn được những bài hát. Rõ ràng là kinh doanh thì không thể giống với gia đình được nha quý vị. Wow, đây là một hệ thống tủ máy rất là đẳng cấp nha quý vị. Nhìn rất là sướng nha mọi người. Wow, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều những thiết bị cao cấp được lắp đặt ở trong cái phòng karaoke này nha mọi người. Đầu tiên thì Quang Trường sẽ thấy luôn một cái chiếc vang số quốc dân quý vị này, không thể thiếu được trong những phòng karaoke kinh doanh, đó là mẫu vang số Vatasa V8 Pro. Bởi vì đây là một mẫu vang số nó có một cái chất lượng âm thanh pro chuyên nghiệp rất là hay nha mọi người. Và đây, wow, bên dưới chúng ta sẽ có một chiếc cục đẩy công suất cao cấp 4 kênh mọi người này, Vatasa DKS1004U. Và đây là một mẫu cục đẩy 4 kênh. Và bên trên chúng ta sẽ thấy một mẫu cục đẩy công suất cao cấp 2 kênh nha mọi người, DT Lion 215. Và chúng ta sẽ có một cái đầu Việt Ca. Đó, đầu Việt Ca.
Và đây là đầu vịt ca có dung lượng là 6T Plus nha mọi người. Và đây quý vị sẽ thấy bên trên này thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ micro cao cấp Vatasa T900. Trong tất cả những quán karaoke thì chúng ta có thể hình dung là sẽ tiếp rất nhiều khách, rất nhiều khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ có một cái chất giọng khác nhau và đòi hỏi là hát không hay cũng phải như ca sĩ nha quý vị. Cho nên là anh chủ đầu tư rất là kỹ tính, anh đã quyết định là lựa chọn cái sao tiếng, cái chất tiếng của micro Vatasa T900. Bởi vì với cái mẫu micro Vatasa T900 thì cái giọng hát của nó rất là êm, rất là hay nha mọi người, rất là bay bổng. Có thể nói là một cái giọng của quý vị đi, chúng ta hát không hay một chút thôi, nhưng mà khi chúng ta được xử lý qua hệ thống và có một cái chất lượng của bộ T900 này thì khách hàng sẽ cảm thấy rất là khoái nha. Và rõ ràng là kinh doanh karaoke thì chắc chắn chúng ta cần phải cung cấp cho khách hàng, những người khách đến hát, một cái chất lượng âm thanh hay nhất. Về nghe nhạc này thì đã có hệ thống âm thanh của thương hiệu DT, The Dream Show. Và khi hát karaoke thì chắc chắn khách hàng sẽ cần một cái chất lượng micro phải tốt này, hát phải êm, phải nhẹ, và hát không hay cũng phải hay thì lần sau khách mới quay lại. Cho nên quý vị cứ hình dung nha, cái sự đòi hỏi trong tất cả những cái phòng hát karaoke cao cấp này, để kinh doanh này thì các chủ đầu tư đòi hỏi rất là khắt khe. Cho nên rõ ràng với một cái đẳng cấp như thế này thì anh chủ đầu tư hay những chủ đầu tư khác, chúng ta chỉ việc có một cỗ máy để in tiền thôi nha quý vị, rất là đơn giản. Và đây Quang Trường sẽ review chi tiết hơn cho quý vị và các bạn một chút về cái tay micro Vatasa T900 nha mọi người. Với một cái chất tiếng có thể nói là rất là hay, quý vị cứ thử một lần xem. Có thể qua cái khu vực phường An Khánh, quận 2 này, đường Trần Não, để qua quán karaoke Đồ Chi để chúng ta cảm nhận cái chất lượng âm thanh nha, của một hệ thống kết hợp giữa thương hiệu DT, The Dream Show của Đức này, kết hợp với thương hiệu Vatasa Design của Nhật và được bảo hộ độc quyền tại Nhật Bản nha mọi người. Một cái chất lượng âm thanh nghe nhạc và tiếng micro rất là hay. Bây giờ thì Quang Trường sẽ test thử tiếng music nha, và tiếng microphone sẽ hát một bài để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận chất lượng âm thanh. Rồi Quang Trường mới thử alo thôi nha. Sau đó chúng ta sẽ hát, nhưng mà trước khi hát thì Quang Trường sẽ chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu được hơn cái mức độ yêu cầu rất là khắt khe về mặt chất lượng âm thanh nha, đặc biệt là tiếng micro tại những hệ thống quán karaoke. Bởi vì nếu mà khi chúng ta alo vào đây mà giọng nó không hay và chúng ta hát không nhẹ thì chắc chắn rằng chủ đầu tư sẽ rất là đau đầu và sẽ không thu hút được khách hàng người ta quay lại để hát nha mọi người. Cho nên rõ ràng là cái điều kiện đầu tiên để thành công của một quán karaoke đó chính là chất lượng âm thanh, và số 2 đó chính là cái chất lượng của micro. Và đây Quang Trường alo lại và sẽ hát luôn cho quý vị và các bạn một ca khúc nha. Alo, 1, 2, đi. Tiếng xịt rất là nhẹ nha quý vị. Đây Quang Trường thở nhẹ thôi nó cũng bắt này. Quý vị thấy nhẹ không? Nhẹ như thế này thì có mà hát đến từ sáng đến tối không muốn về. Chưa kể là dịch vụ tốt nữa thì thôi rồi luôn. Alo, 1, 2, micro rất là đẹp nha mọi người, cực kỳ là nhẹ luôn. 2, 6, 7, đi. Hát không mất một chút sức cả. Thế thì người ta mới đến hát mới có tiền, quý vị nha. Ngày đâu yêu nhau anh hỏi em câu rằng
chuyện tình sao em biết nói em chung tình, tiền là hư vô xin lỗi em không cần, chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau. Rồi đây hôm nào anh hỏi em câu rằng tiền tình sao em biết nói em yêu tiền, tiền là thiêng liêng chung quý tôi đâu bằng, đừng giận em nhé em chọn tiền nhé anh. Tiền ăn tiền thua, đời có mấy anh chê tiền. Tiền giết đời tôi, tiền đốt cháy tim tôi rồi. Tiền làm anh đau, em ơi em đành lòng sao. Tình nghèo như anh chung thủy yêu em nhiều, tình giàu như dầu tiền như anh em chấp nhận yêu xa. Bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với Quang Trường nhé. Chúng ta sẽ giao lưu với em Lực là quản lý tại quán karaoke Đồ Chia. Rồi, cảm ơn Lực đã tham gia trong cái buổi phỏng vấn với Trường Tài Nhạc Radio ngày hôm nay nha. Dạ. Có toàn thể quý vị và các bạn ở đây thì anh có thể hỏi em một chút xíu nha. Ok anh. Vừa rồi thì bên anh cũng đã bàn giao rồi hoàn thiện toàn bộ cái hệ thống 10 phòng hát ở bên em. Thì sau quá trình hoạt động một thời gian rồi thì không biết là cái phản hồi của khách về cái chất lượng âm thanh hệ thống của mình thì bên em đánh giá sao khi em trực tiếp gặp khách hàng này, rồi mình lắng nghe được những cái phản ánh của khách hàng khi qua hát thực tế. Dạ. Thì em sẽ chia sẻ với toàn bộ khán giả bên Trường Tài Nhạc Radio được không? Theo nay là cũng được mấy tháng hoạt động rồi. Ừ. Thì âm thanh chất lượng ấy, thì khách phản hồi rất là tốt, 10 điểm. Kiểu là âm thanh nhà âm thanh hiện đại với nó là mới hết tất cả nên mấy anh setup cũng ok. Nó gọi là perfect. Là do là kinh tế hơi đi xuống xíu, khách hơi vắng thôi, thực sự là khách phản ánh âm thanh rất là ok anh ạ. Cảm ơn em. Và nhân tiện đây thì có rất nhiều khán giả của Trường Tài Nhạc Radio, thì có thể có nhiều khán giả ở khu vực Thủ Đức hoặc là Hồ Chí Minh này này. Thì nhân tiện thì quý vị các bạn qua Đồ Chia ủng hộ quán nha. Và ở đây thì có nhiều dịch vụ hay không em? Dạ có cho anh, mấy qua đây là đầy đủ tiện nghi hết. Quán xá, phòng ốc sạch sẽ, âm thanh hiện đại. Anh em thì hiện có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu, nói chung là chạy tất cả những chương trình mà cái gì có thể chạy được là chạy hết. Mấy anh cứ qua đặt phòng cho số hotline là 0388247384 là bên em sẽ set up tất cả cho mấy anh, cứ tới là mấy anh chỉ cần vui vẻ thôi. Tới là mấy anh chỉ cần vui vẻ thôi. Ok. Dạ. Tuyệt vời. Nhưng mà anh hỏi thêm một xíu này, ví dụ bây giờ toàn bộ khách hàng, những quý khán giả mà của Trường Tài Nhạc Radio muốn qua đây thưởng thức âm thanh thì có những chính sách nào giảm giá nữa không? Dạ bên em là giảm sâu luôn, là gọi combo cũng có giảm nè. Chiếc qua gọi qua nói chung là qua gọi combo cũng có giảm, mà đi qua hát tụi em đặt trước qua hotline của quán cũng có giảm luôn. Và check in cũng có giảm luôn. Rồi, cảm ơn Lực rất nhiều nhé. Dạ. Cảm ơn em, chúc em là luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, quản lý quán và tạo được ra nhiều những combo chương trình để ủng hộ khách. Với những quý vị và các bạn chúng ta ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nha, hãy qua Đồ Chia. Và đây là địa chỉ bao nhiêu em, để có thể cho khán giả ở bên anh? 04 đường 24 phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Địa chỉ chính xác là 100 Trần Não là đầu đường, là quẹo vô 20m là tới. Ok, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn nha, đã xem toàn bộ clip ngày hôm nay và xem cuộc phỏng vấn giữa Quang Trường với em Lực. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Dạ, dạ, chúc em luôn mạnh khỏe. Dạ, dạ, chúc công ty phát triển nha. Thành công. Okay, anh. Dạ. Chào em ra. Vừa rồi thì Quang Trường cùng với quý vị và các bạn chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều về một cái hệ thống bộ dàn âm thanh kinh doanh karaoke chuyên nghiệp nha mọi người. Và với những quý vị nào nha, chúng ta đang có nhu cầu mà muốn sắm những cỗ máy in tiền giống như những cấu hình
cao cấp ngày hôm nay mà chúng ta đã tìm hiểu đến từ thương hiệu DT Dream Tissot này, sự kết hợp với những sản phẩm cao cấp của thương hiệu Vatasa Audio, thì quý vị hãy liên hệ với Trần Thành Audio nha. Để biết thêm nhiều thông tin nữa thì quý vị và các bạn hãy truy cập vào website chuyên nghiệp của Trần Thành Audio nha. Quý vị hãy vào trang web của chúng tôi truyenthanhaudio.com. Trên hệ thống trang web thì sẽ có rất nhiều những thông tin chi tiết về mẫu loa DT Dream Tissot của Đức Dental 12 quý vị này, rồi chiếc loa sub kép bạo chúa của chúng ta Sigma 218, rồi tất cả những thiết bị trong tủ máy như là chiếc vang số Vatasa V8 Pro hay là cục đẩy công suất, thì quý vị sẽ xem được nhiều nhiều thông tin hơn nữa. Và để mua cho mình những sản phẩm chính hãng chất lượng tốt thì quý vị hãy nhanh tay liên hệ đến cho Trần Thành Audio nha, qua hai số hotline của chúng tôi 0817 365555 và 0586798888. Nếu quý vị cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Trần Thành Audio xin một like nha mọi người. Rồi share kênh, đặc biệt là đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật được rất nhiều những clip mới nhất từ Trần Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn thân yêu trong một clip lần sau. Trần Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.